Hiện Hà Nội đang có rất nhiều dự án chung cư và hiện nay việc sở hữu một căn hộ chung cư không còn là vấn đề quá lớn với nhiều gia đình. Tuy nhiên, có một thực tế là người dân sống ở nhiều tòa nhà chung cư đang gặp phải một số vấn đề khi sinh sống ở gần mặt đường, đặc biệt là nỗi lo đến từ tiếng ồn và ô nhiễm môi trường. Tiếng ồn từ các xe trọng tải lớn, từ các công trường xây dựng, bụi bặm, rác rưởi khắp nơi. Đó là những gì có thể nhìn thấy khi đến với các tòa chung cư nằm ngay sát những con đường lớn như thế này. Gia đình ông Đinh Văn Thông đã mua căn hộ tại dự án chung cư sát đường Vành Đai 3 từ năm 2011. Tiếng ồn từ các phương tiện lưu thông đã gây không ít phiền toái cho cuộc sống của gia đình ông. Đêm thì các loại xe nó hoạt động nhiều. Đấy, nên các nhà đóng cửa theo cái mặt phía ngoài của tòa thì đều phải đóng cửa ngủ có tiếng ồn. Tiếng ồn thì rõ ràng là lớn rồi, nhất là cái đường trên cao này, nó đập vào trong nhà. Những cái gian, cái căn mà nó giáp với lại cái phía đang xây dựng ấy là hầu như không ngủ được. Nhà chú có con nhỏ hay là cháu nhỏ? Cháu nhỏ không ngủ được mà phải vào cái phòng trong. Không chỉ có tiếng ồn từ các phương tiện giao thông, bụi bặm, tiếng ồn từ các hoạt động xây dựng cũng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở các chung cư nằm sát mặt đường. Theo các chuyên gia, đây là hệ quả của sự thiếu quy hoạch đồng bộ khi xây dựng chung cư, sự thiếu đi những quy chuẩn về mặt môi trường, đảm bảo sức khỏe cho cư dân khi xây dựng các chung cư ở mặt đường. Chúng ta phải có một cái ban hành một cái yêu cầu hay một cái quy chuẩn, một cái yêu cầu. Tức là khi xây dựng nhà cao tầng thì phải cách xa đường bao nhiêu. Tôi nghĩ là biện pháp là phải lâu dài một chút, đó là quy hoạch. Mỗi khi mà định xây dựng thì chúng ta phải có quy hoạch. Đối với những cái hiện tượng đang tồn tại thì chúng ta có biện pháp. Ví dụ như là để giải quyết đề là cái ô nhiễm trong nhà, thông gió kết hợp với đóng kín cửa thì cũng là cái nước ngoài mà giảm cái không khí. Theo đánh giá của các chuyên gia, xu hướng sinh sống trong tương lai sẽ ưa chuộng các nhà chung cư, do dân số ngày càng đông và quỹ đất thì ngày càng chật hẹp. Tuy nhiên, số lượng nhiều chung cư thì cũng đồng nghĩa với việc phải có một quy hoạch đồng bộ, có quy chuẩn rõ ràng, đảm bảo những yêu cầu tối thiểu về sức khỏe và không gian sống, không gian công cộng cho người dân, tránh dẫn đến những hình ảnh kém tích cực của nhiều chung cư như hiện nay.